Tiếp sức trường sa thân yêu là chủ đề của ngày hội phụ nữ vì cộng đồng lần thứ 6 năm 2014 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay tại huyện Bình Chánh. Bên cạnh nội dung tuyên truyền về tình hình biển Đông, ngày hội đã diễn ra hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm lượt hội viên. Đặc biệt, 10 máy ấm tình thương và nhiều phần quà ý nghĩa khác phục vụ đời sống sinh hoạt cũng đã được trao tặng cho các hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ cho tôi rất là mừng, cảm ơn. Tại vì tôi cũng đi bán cái số mà khó khăn quá. Điện lực lại khảo sát cho sửa lại đường dây mới, chị rất vui mừng. Tại vì nhà mình, cái nhà thiết, thành ra dây điện nó cũ, đã cũ nhiều năm rồi. Cùng với huyện Bình Chánh, ngày hội phụ nữ vì cộng đồng năm nay đã diễn ra đồng loạt trên tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động phong phú như dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và kỹ năng nuôi dạy con tốt.